Gỗ này là ngày toàn gỗ ngày xưa hả chú? Gỗ ngày xưa. Hơn 100 năm nay rồi mà. Và Hai cái hoa văn khác gỗ nhau không? Ngày xưa các cụ thuê hai hai tốt thợ. à, rồi rồi. Xong rồi dựng một cái bạt lên thế này bảo làm. Hai tốt phải làm hai nơi. Và để thi đấu bởi vì hai nơi là hai nửa này tất khác. cả gỗ hết đấy đúng không chú? Toàn hoa văn cổ mà. Cho nên là đó ở bên này nó khác này, bên này nó khác này, trong gia phả thì chúng là Và hai tốt nhà thợ. chú là có bao nhiêu anh chị em ạ? Bảy nhưng mà có Bảy ba anh em trai, à? ngày mai còn một anh nữa còn giống hơn nữa chứ không chỉ À. Cháu lúc vào cháu ấy tưởng chú là chú Tiến ạ. Cháu là chú Tuấn. Nhà thờ gỗ cổ hơn 100 năm lịch sử thì có gì? Hôm nay em Khải Mập có dịp đi đo đạc thiết kế bộ cửa võng cho nhà thờ ba anh em giai nhà chú Tuấn ở Ứng Hòa, Hà Nội. Thì giờ em đang đo đạc chiều dài, chiều rộng và chọn số đẹp phong thủy chuẩn thước lô ban cho chú. 256 đẹp quá, tài lộc đúng tài lộc luôn này. 256 đấy vào toàn tài lộc bạn. Yên tâm rồi chú nhá. Từ 559 39. Được chưa? 1m59. Và 1 không 59, bụng của 59, 59. bụng của 59. 59. Và ok chưa? Đúng không? 439 này vào tài lộc về. 39. Đấy, cháu ghi vào nhá. Thì các bác cùng em đón chờ siêu phẩm cửa võng em đục và đi bàn giao cho chú Tuấn các bác nhé.